Ôi trời, quá chừng rồi, cái này nhiều nè. Ô. Ê. Nó nhỏ quá, nó nhảy ra ngoài một con này. Ờ. Rồi, cái bánh ít nó hơi lung lay rồi. Ơi, cái nào mà cũng được như vậy là đã luôn á. Thấy không? Con chặn rồi mà nó cũng còn lọt mấy con nè. Ở dưới tay hứng mà lọt 2-3 con dưới tay nè. À, khỏi thằng đổi ra luôn rồi. Dưới tay hứng là lọt mấy con nhỏ nhỏ gì nè, nó lọt ra ngoài. Xin chào chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Cảm ơn Cô Gái Miền Tây. Hôm nay thì Văn lại đi đặt xà di. Lần trước Văn đặt thì nó đã thất bại rồi. Lần này thì mình đi đặt lại. Tại vì mấy nay chỗ này Văn tìm được cái chỗ nước cũng trong nè. Và cái đồng lúa này là lúa người ta xạ lại á. Nên là hôm nay Văn đặt 40 cây xà di. Ở đây thì Văn đã trộn mồi rồi. Cái này là mồi mắm ủ á. Người ta thường gọi là cái xác mắm. Trộn với lại là cho mình trộn cho nó. Có thể mà mình bóp cho nó chặt lại thuộc mồi là được rồi. Ở đây thì Văn không có bóp sẵn. Mình đặt tới đâu mình bóp mồi tới đó luôn. Mình dắt cái gì nè cho nó chắc cái cục mồi mình để xuống nước cho nó không có gã hả. Đây cục mồi của mình như vậy, nó sẽ di chuyển vậy. Lát nữa con đặt thì con sẽ bỏ mồi vô, bây giờ thì mình sẽ đi đặt nha. Mình lấy thêm một cọng dây chì. Để mình trồng ở trên cái xà dây á. Bây giờ thì mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi với Văn nha. Trời ơi, mình cầm hồi rớt cái chồng kia đóng tiêu luôn rồi. Đây, mình sẽ cột để cho nó chắc, để thôi là cái xà di của mình lung lay là cá nó vô không có nhiều. Cái xà di cứng ngắc luôn, không có lung lay được. Bây giờ thì đang phải lấy cái chùm trên đây là mình chùm lại mới được, để thôi cá nó vô là nó ra hết. Còn lại bao nhiêu cái xà di thì bà sẽ đặt dài hết cặp bờ lên rảnh luôn. Đây chị ba, cầm cành cũng phải cắt đi, phải cắt. Cầm là chị nào cầm? Cho chị cùng mọi tí. Cho chị cục mồi tí. Cục mồi với dây chuối luôn. Có dây chưa? Chưa, chưa có dây, chưa có ấy luôn. Cái lưới dịch này người ta căng ngang đây nè, bởi vì mình không có chèo vô đó khó lắm. Như là Văn cũng đặt xét vào mẫu rồi nên là không có cần chèo vô trong đó. Rồi, tiêu rớt cái chum trên đầu luôn rồi.
cầm trên tay nãy giờ rất mấy cái vậy đó. Sợi dây này là cứng ngắc luôn nè. Bằng lấy luôn một dây chì á, bằng quấn ở trên nữa. Sáng nay bằng đi ra thăm cái sợi dây, ngày chiều hôm qua bằng với Tiễn đặt á. Bây giờ thì mình thăm cái đầu tiên ở đây. Để coi coi. Ơi ốc nó đu nhóc nè. Ốc bự bự không á chị bà? Ờ ốc đây bự bự không à. Ủa sao ở này. Mình dặn nó chắc quá. Khui thử coi. Khui. Ui, cá nhóc luôn Tiến ơi. Gọi một con lọt ra ngoài rồi. Ôi. Cá đầu tiên mà con khui nè. 2 4 6 7 8 con cá luôn. Hồi nãy nhảy một con rồi, đây hôm nay còn 7 con. Rồi quá đã quá đã. Bữa nay coi vượt có lý hơn rồi. Con đổ nó vô đây luôn. Đây. Tiễn thì có đặt một cái túp bên kia, Tiễn gọi qua bảnh thăm kìa. Đó, mình để cái này lên đây. Ôi chịu không Tiễn? Quá chạy luôn. Được mấy con? 5 con. Ôi của chị tới 8 con lận. Vậy hả? À, giờ lội dài dài lên. Này, quá im mà chị ba ơi. Đây, em ra đây đổ vô luôn đi. Bữa nay thấy là có lý hơn mọi bữa đó. Có lý hơn bữa trước rồi á. À. Rồi. Nè. Có cá rô bự bự nữa nè. Thử nghiệm mà đặt chân cái bờ để ít nước thử xem. Ít nước thì ít nước nhưng mà dẫn cột rất là chắc nha. Ôi sao chắc vậy ta? Cái dưới nó cộng gì không? Đây trời ơi hàng gì. Ui. 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 Trời ơi. Chắc có chừng mà có 2 con à. Kệ được cái nào cũng có 1 con 2 con vậy là thấy vui vậy đó. Tại vì cái ruộng trên đây á là cái ruộng người ta xạ lại nè. Rồi thêm á nước nó trong nữa. Nên là có cá, hôm bữa con đặt ở chỗ gốc gạ con cá. Mình đặt cặp theo bờ vậy vì mình lội theo bờ vậy thôi nó đỡ bị sót hơn. Nhìn kỹ kỹ. Trên trước cái gì. Không biết luôn. Mà con này cũng bự, kệ đi có được là vui rồi. Mình còn nhiều sợi dây mà, hôm qua mình đặt tới 4 cây rồi. Mình đi dài hết trên cái đầu đó. 4 cây mới 4 cây đó. 4 cây thôi mà cây này cũng có cá là vui vậy. Nhìn dưới ruộng rồi Tiễn ngang qua chỉ có đặt thử một cây dưới ruộng nhập hết. Đây, ở đây rồi. Tới chỗ. Tới nè, không phải mà tới, không phải tới chỗ như bụng ngập. Trời ốc nó đu quá chừng luôn nè. Ôi, thôi cá lóc. Cá lóc hả? Ừ. Ui, trời ơi, cá lóc rồi. Ôi, cái sao nó lại lọt một con nó lượm con chì vậy Tiễn, con chì có thấy không? Ôi, cái này quá chừng cá luôn. Đây nè. Càng ngập nước là dính cá càng nhiều, cái khúc này nó ngập tới đây luôn nè, ngập tới trên đây nè. Bởi vì trên đây rồi cái này cả chục con cá luôn nè. Mà cái hôm này phải về coi lại rồi, tại vì nó hơi yếu hay sao á, cá nó ra được rồi. Ôi không phải cá nhỏ, cá nhỏ hả? Con nó rất nhỏ. Đây tới nè. Thôi nha Tiễn. Ôi dạ không cái
ui cũng được, rồi cũng được. 6 con như cái này hôm qua em đặt á. Em coi cái của Tiến đặt đây. Thả làm cái bích luôn. Ui, to thấy chưa? Ôi, quá đã. Cái này còn nhiều hơn cái nãy nữa này, gần cả chục con cá luôn. Đây mấy chị em mình thăm bây giờ được nhiêu đây rồi nè. Bắt ốc gì nuôi luôn hả? Bắt ốc vui vàng nhỏ nhỏ ha, vô chổng. Cái ruộng này nước trong hay tí ha. Cái này mà người ta cắt lúa xong rồi mình bắt cá lên mới đã nè. Vì nó có cái ốc gạp, cái lúa chín á, cá nó không ở nhiều nó ăn. Đây 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 đây, cái này ngập nước nè, nó lún cái đầu lên chút xíu nè. Để coi thử coi cái này coi. Ê, con gì nó trèo lên tới trên đây vậy? Thấy, trời con ngắn mối đó. Không phải nó đâu, con cua. Anh dưới nước là gì có rắn mối để chọc gì không à? Ba sáu con. Khui, u, được 4 em với lại 1 em cua. Đây. Cái nào bữa nay cũng trúng mánh hết trơn, cái nào cũng có cá hết á. Ủa con cua ra luôn. Có lý ạ. Vô xài di là con vừa vừa cái này nè. Nãy giờ chưa có con nào mà bự kích xù hết. Con phải đi theo nhìn kỹ kỹ nè, là nó không có bỏ sót. Tại vì bình thường mình đặt không có theo một đường á, dễ bỏ sót xài di lắm, tại vì hay quên á. Hôm nay đi như vậy là không sót rồi nữa không. Nó lún cái xài di lên là nhìn thấy nè. Cái này sói sói nước luôn nè. Đây mà mấy chim mình cột nó chặt á, nó không có bị lung lay cái sợi dây gì nè, thì cá nó sẽ vô nhiều á. Qua đặt gì nó cột ba. Ba đặt ba. Ui, u, rồi được con cá bự, được con cá bự. Nãy giờ mới được con cá bự nè, cái hộp này cũng 5 con á chứ đâu có ít đâu. Đây. Có một em cái là bự. Trời ơi, con cá bự vô là nhìn là biết liền ha. Cái lưng của nó vàng, cái đường bụng của nó chứ. Rồi, cái nào cũng dính cá hết luôn. Tại cái que mà đã. Đố gì bà kiếm được cái que em luôn.
còn chặt lắm nè. Ôi trời ơi, nhiều lắm. Ủa ơi, con này cá bự hèn gì nó quậy ở dưới nước quá chừng luôn. Cái này cũng được 5 con nè. Rồi vô thao. Đây, tôi cho anh chị mình xem cái của Tiễn đặt nè. Cái này mà không đi đặt là nhìn là không biết cái xài gì trong đây luôn. Tiễn giấu rất là kỹ nha. Rồi, Tiễn đặt cứng nhắc luôn nè. Ôi trời, quán ở trên luôn hả? Rồi, cái này đặt kỹ lắm, kỹ rồi. Đây. Tiễn quấn cứng như ấm cứng luôn để con coi thử coi nó như thế nào. Này hơn gói bánh nữa nè. Ui. Ui. Tiễn ơi, nhiều thiệt. Heo. Ôi, Tiễn hay quá ta. Ôi, cái này hứng hứng tay dưới đây là gớt một con xuống luôn nè. Bạn lấy cái tay bạn hứng dưới đây nè, nó gớt ra một con nè, bạn chưa kịp đổ ra nữa. Tại vì con cá nó nhỏ quá, nó lọt theo cái lường này nè. Ôi, Tiễn làm cái gì cũng chắc hết nè. Im hơn Tiễn nha. Bữa nay mình chọn chỗ này là lý tưởng luôn á. Ôi trời ơi, ôi, ôi con cá gù mề, ôi con cá gù mề với hai con cua, quá chừng bự luôn nè. Ồ, Tiễn đây sao Tiễn? Tiễn đặt dính cá là chuyện bình thường. Chị đặt dính hai con cua luôn nè. Ê mà hai con cua nó chơi được cái hộp hai nữa chứ. Bởi vì mấy cá gô khác đâu vô được nữa đâu, bởi vì dính được có ba con cá gô à, mà được con cá gô bự quá nè. Cá gù mề. Đó, ôi nó bự quá nè. Xài di là hiếm khi nào vô con cá bự vậy lắm á. Nhìn so nó với mấy con cá này là biết nó bự cỡ nào rồi đó. Ồ à, nhà sao Tiễn? Em ta. Ui coi. Ui tròn ơi coi nè. Ui đầy cá luôn. Ồ cái này à, mười mấy con luôn á. Sao Tiễn? Rồi cái này đổ ra mới đã dữ luôn nè. Đây. Trời ơi. Cái này mà ai mà đi bình thường đâu có thấy được cái xài gì đâu. Chuẩn bị dở. U quá đã, cá bự bự không à. Cái nè, có là con cua màu tím nữa, quá đã luôn. Đây là nhìn cái là biết đặc sản của Tiễn là Tiễn gói bánh mà, chứ Tiễn đâu phải đặt xài di đâu. Đó, hai chị em mình mỗi người có một cái cách đặt khác nhau. Ôi dưới dưới còn cỏ dưới hàng gì dở hoài cho nó lên. Đây. Ôi cái này không có chùm cái đầu ở trên luôn á Tiễn. Không không luôn nè. Khui cây. U cũng bộ nha. Cái này phải hứng dưới đây nè, nhiều khi sợ con cá nó lọt ở cái kẽ dưới này nè. Tại con cá nó nhỏ quá. Cũng cá chục con á chứ không ít đâu. Có lý ạ. Đây, này là mở bánh. Gói bánh chừng đó. Ui trời, quá chừng rồi, cái này nhiều nè. Ô. Ê. Nó nhỏ quá, nó nhảy ra ngoài một con này. Ờ. Nhớ ngày hôm qua có đặt một cái chuông lúa đó mà nãy giờ lội là hình như là đi hút rồi.
đang quên mất tiêu làm chỗ nào. Hút cái gì đó chị đó mà hút lại, lát nữa là phải quay lại kiếm cái này đó. Nào của chị ba đặt trong lỏng à, em không biết quyết. Trời ơi, được hai cậu ba con phóng con ra ngoài vậy. Được mấy con cá bự nữa đó, nãy giờ mấy chị em ăn đổ chưa xong sợi dây nữa mà được nhiêu cá này nè. Rồi có mấy con cá bự nữa nè. Rồi còn khoảng chừng chục ngoài cây sợi dây nữa là cũng bộn bộn rồi đó. Cột chắc á, nó không có bị lung lay, cái sợi dây là cái đó dính cá nhiều à. Cái sợi dây nó lung lay cá nó nhãn nhát, nó không có vô. Rồi vậy là chỉ sót cái sợi dây đặt dưới ruộng nữa tí rồi. Đâu phút đằng đẵng, lát mấy chim mình gọi lại kiếm. Chị gửi ra con nhìn thấy rồi đó. Cái này nó hơi lỏng nè, mà được như cá này là cũng đã rồi đó. Đổ vô, đổ vô. Có con cá gươm mề. Cá nào mà nó bự á là cái lường bụng ở dưới của nó vàng ngắm luôn. Đã thiệt, rồi. Đã thiệt luôn ha. Dịnh như là tại biết sao, nhiều khi con cá nó nhỏ nó lọt cái đường dưới nè, nãy chị dịnh quá đã, quá đã. Im thiệt á, im thiệt á. Nhưng mà cái này nó cứng dữ lắm luôn nè Tiễn. Ui tròn ơi. Ui cá bự, cá bự. Cá bự bởi vì nó nhảy quá chừng nhảy luôn nè. Rồi em vô thao. À, mấy con cá này là Vân thấy là Vân biết làm món gì vậy đó, Vân có suy nghĩ trong đầu rồi đó. Đúng vậy. Dở coi. Cái này mình chỉ mình đặt mình mới đi biết được mình dở thôi. Tròn luôn nó kìa. Quá đã, quá dữ. Mười mấy con á Tiễn, thấy vậy á. Bịch luôn. Mình định cái gì nè đó. Mình bịch ở dưới để tránh cái trường hợp mà cá nó lọt á, tiếc lắm. À, ăn đỏ ra.
Thôi cái nào mà cũng được như vậy là đã luôn á. Thấy không? Con chặn rồi mà nó cũng còn lọt mấy con nè. Ở dưới tay hứng mà lọt 2-3 con dưới tay nè. Đó, khỏi thằng đổi ra luôn mà. Dưới tay hứng là lọt mấy con nhỏ nhỏ như nè, nó lọt ra ngoài. Đây. Cái cuối cùng này. Làm ít con ốc nữa. Đây để xuống lên cho đậu cái nữa. Nãy giờ mấy chim ăn thăm là cái này là cái cuối cùng rồi nè. Đổ vô. Tại vì mình còn bị sót một hai cái gì đó. Đây là thành quả. Con phải lấy cái này cút lên cho cô chú anh chị mình xem mới được. Nhảy thấy hàm không? Được mấy con cá vô mề nè. Đây. Xà di mà vô mấy con cá này là nó bự lắm rồi đó. Không có, ít khi nào được vô cá bự này lắm. Tại vì thường là xà di mấy con cá nhỏ nhỏ này không à. Đây. Đó, một thao cá luôn. Cái này có tầm khoảng 3-4 kg á tiện. Tại vì cái này cá bự nhiều nè. Thấy vậy thôi á chứ là nặng lắm. Mấy con cá này nè. Cái này á thì mấy chị em ăn đặt là 40 cái xà di. Nhưng mà bị sót 1-2 cái gì á. Chỉ có 1-2 cái là nó không có dính cá thôi. Hôm nay thì thành quả là vui rồi. Lần trước á thì mình đi đặt chỉ có được 5 con. Hôm nay thì gần 4-5 kg cá là rất là mừng. Bây giờ thì video đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video. Mong mọi người cho Văn Sơn một like và một đăng ký kênh để có thêm động lực làm ra nhiều video hay hơn nữa nha.